Happy New Year. Happy New Year. Chào quý vị đại ca nhé. Bây giờ tới phần phát lộc, thầy xin quý vị đến để nhận phần lộc tiếp nữa. Trong phần phát lộc này, quý vị có thể nhận phần phát lộc của mình cũng như thân nhân của mình không có mặt. Mấy người,
mấy người? 4 người hả? 4 người. Mấy người